chị Hiền Trần này, em chào mọi người nhá. Em chào các chị ạ. Rồi, cảm ơn chị Hiền Trần nhiều nha. Bây giờ các chị chia sẻ lên giùm em nha mọi người ơi. Cái tân shop có không shop ơi? Dạ có nhá chị Bình Yên ơi, có nhá. Cái tân hôm nay có ạ. Rồi chấm lên giùm em nào mọi người ơi. Em mới về lô mời nha các chị ơi. Hàng 3D cực kỳ xuất sắc luôn các chị gái nhá. Mỗi chị cho em này hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội và bật hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội và các chị bật chế độ công khai giúp em để đầu like em bán cho các chị hai con đầu like nhá. Hai con đầu like, một con kích tân với lại một con hoa nhí với giá là cực kỳ sốc luôn các chị gái nhá. Chấm lên giúp em nào các chị ơi, chấm chia sẻ bài giúp em này 59. Rồi chấm lên giúp em nhá các chị ơi, chấm chia sẻ bài giúp em. Rồi chiều chị Huỳnh Diệu này, em chào cả nhà nhá. Áo vàng đằng sau rồi, ok từ từ em sẽ lên con đằng sau nhá. Mỗi lần lên like là vậy á. Rồi chấm bài giúp em nào các chị ơi, chấm chia sẻ bài giúp em. Rồi chào chị Huyên Bùi này. Rồi chấm bài cho em một nút chấm nào các chị ơi, chấm chia sẻ này. Mỗi chị cho em một nút chấm và chia sẻ bài giúp em nhá. Chào em đẹp, sao em chưa đóng thùng gửi em cho chị, để mai, để tối nay em like xong rồi em đóng thùng em luôn nhá. Rồi chấm lên giúp em nào các chị ơi, cảm ơn chị các chị đã chia sẻ này cho chị Thảo Ngân nhá. Rồi em chào cô Ngọc Châu này. Rồi chấm lên con chào cô Ngọc Châu lộ. Rồi thấy chị Thảo Ngân chị nhá. Rồi em chào mọi người, em thấy các chị yêu mình nhá. Rồi chị gái nào mà thấy em thì cho em vào nút chấm và chia sẻ với em chưa. Rồi chấm lên chia sẻ bài cho em nào các chị ơi. Rồi hôm qua chốt không thấy gọi em Phan Tâm. Ủa chị Phan Tâm cho lại số đi em không. Cho em lại số đi chị Phan Tâm ơi, em gọi cho chị mà không được nha. Rồi em chào mọi người này, em chào các chị nha, chào chị Thu Đào. Chấm lên giùm em nào các chị ơi, chia sẻ lên giùm em. Mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội giùm em nha. Chấm và tương tác lên giùm em ạ. Mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội và các chị bật chế độ công khai giúp em nha. Rồi chấm lên tương tác nào các chị ơi, chấm chia sẻ bài giúp em này. Đẩy lực view giúp em nào mọi người ơi, chấm đẩy lực view giúp em lên 50 người nha. 50 người em sẽ bắt đầu like luôn nha. Cảm ơn chị Mai Hương Nguyễn Bạch nè. Rồi chia sẻ lên tương tác của em nào các chị ơi. Chào chị Trần Muội nhá. Chấm bài đẩy lực view giúp em, mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội và các chị bật chế độ công khai giúp em nha. Rồi cho em một nút chấm để đầu like em bán cho các chị một con hoa nhí này, một con hoa nhí và lại một con bách tân, một con kích lộ, một con hoa nhí và lại một con kích tân với giá là ưu đãi nhá. Rồi chấm lên giùm em nào các chị ơi, chia sẻ bài giùm em, cảm ơn chị Lily Nguyễn. Lên 50 người rồi em sẽ bắt đầu tạo luôn nhá. Bao nhiêu chị em sẽ, chị sẽ báo giá trên từng con chị nhá. Chị sẽ báo giá trên từng con em nhá. Rồi chấm lên giùm em nào các chị ơi. Rồi cảm ơn các chị đã chia sẻ này cho chị Dậu nhá. Rồi chào chị Dung Nguyễn này, cho chị Thu Đào nhá. Áo dài đen không em ơi? Dạ hôm nay có áo dài đen luôn chị yêu ơi. Rồi chào cả nhà nhá. Đại lực view giúp em 50 người em sẽ bắt đầu like luôn các chị ơi. 50 người em sẽ bắt đầu like luôn nhá. Cảm ơn chị Ly Phương Thảo, cảm ơn chị Trương Thu Thủy này, cho chị Lê Tâm nhá. Rồi thôi bây giờ em like luôn ha. Em like luôn để chị Phương Thảo. Lý Phương Thảo ơi, cho em lại số đi chị ơi. Hồi trưa em làm mất cái số, em làm mất cái số luôn. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu like luôn các chị yêu. Luôn các chị nhá. Rồi con này size M 50kg quay đầu làm em vừa. 59k áp dụng chiêu chị nào mà chia sẻ bài nhá. 59k lên giùm em mã cách tân kèm số điện thoại giùm em, cách tân 59k kèm số điện thoại giùm em. Con đầu like em bán cho các chị một con cách tân 59k thôi, 59k cho em mã cách tân kèm số điện thoại giùm em. Cách tân 59k kèm số điện thoại giùm em nhá. Cách tân 59k kèm số này, cách tân 59k kèm số nhá các chị ơi. Cách tân 59k kèm số điện thoại giùm em. Một con cách tân và một con hoa nhí cho các chị yêu mình này. Mua tuần rồi mà chưa nhận được khỏe vũ. Có ai gọi cho chị ơi, cách tân. Rồi mai để mai em kiểm tra cho chị nha, để mai em kiểm tra này. Rồi con này size M, một con hoa nhí size M. Size M 50kg qua đầu men vừa con này nhá. 50kg qua đầu men vừa. Chị Phương Nguyễn thì chưa chia sẻ chị yêu ơi. Chị chưa chia sẻ nhá. 50kg qua đầu men vừa con này size M nhá. 50kg qua đầu men vừa lên giùm em mã một kèm số điện thoại giúp em. Xả con này cho các chị 99k đầu like áp dụng cho chị nào chia sẻ bài nhá. 99k này 99k cho em mã 1 nhá. Mã 1 99k kèm số điện thoại giúp em. Rồi cách tân cho chị Bình Yên này, cách tân chị Bình Yên chốt đủ đơn trên cùng một like luôn giùm em chị yêu nhá. Rồi lên giùm em mã 1 kèm số em này 99k size M nhá. 50kg quay đầu 99k cho em mã 1. Mã 1 99k kèm số điện thoại giúp em. Bộ đằng sau rồi từ từ em sẽ lên chị ơi. Từ từ em sẽ lên bộ đằng sau nhá. Chấm lên tương tác của em nào chị ơi. Rồi em bây giờ em sẽ bắt đầu like giá bình thường các chị yêu nhá.
giá bình thường. Đây con này giống y chang con đằng sau này. Rồi mã hoa nhí này, cho chị nào mà áp dụng, cho chị nào chia sẻ bài các chị ơi. Mã hoa nhí này, mã 1 này, mã hoa nhí mã 1 này. Em còn mã 1 hoa nhí nha các chị ơi, comment mã kèm số điện thoại luôn giùm em nha. Rồi mã 1 cho chị Trương Thu Thủy này, mã 1 chị Trương Thu Thủy này. Rồi con này size XL, con này giống y chang con đằng sau nha, size XL hết ha. Size XL eo chị nào 80 đổ lại là em vừa. Eo 80 đổ lại là em vừa. Lên giùm em mã trống đồng kèm số điện thoại giùm em. Không, lên giùm em mã vàng đi cho dễ. Lên giùm em mã vàng kèm số điện thoại giùm em. Chỉ có 159 kèm số điện thoại giùm em. Mã vàng 159 các em mã vàng kèm số của em. Con này chị nào mặc size XL eo chị nào 80 đổ lại là em vừa ha. Eo 80 đổ lại là em vừa, lên giùm em mã vàng 159k mã vàng kèm số điện thoại luôn giùm em nha các chị ơi. Lên giùm em mã vàng 159k mã vàng kèm số của em nhá. 159k mã vàng nhá. Eo chị nào 80 đổ lại là em vừa, cho em mã vàng 159k mã vàng kèm số của em nhá. Và 159 kèm số nữa chị ơi vàng nhá. 159k mã vàng. Chấm lên tương tác của em nào các chị ơi. Sao? Chấm lên tương tác của em nào các chị ơi, mã 1 em hết chị ơi, mã 1 em hết rồi nhá. Rồi con này size M 50kg quay đầu men vừa con này nhá, eo 76 á, eo 72, 50kg quay đầu men vừa size M nhá. 50kg quay đầu là men vừa, một con đỏ siêu đẹp luôn, hoa sen này cực kỳ đẹp xuất sắc luôn nhá. 50kg quay đầu là men vừa, cho em mã đỏ kèm số em. 50kg quay đầu cho em mã đỏ. 50kg quay đầu là men vừa, lên cho em mã đỏ kèm số điện thoại nha các chị ơi. 50kg quay đầu men vừa một con siêu đẹp luôn các chị gái nhá, cho em mã đỏ này, mã đỏ kèm số điện thoại cho em. 50kg quay đầu, họa tiết trước sau này, hoa sen này cực kỳ xuất sắc luôn các chị yêu ơi. 50kg quay đầu con này size M, lên giùm em mã đỏ kèm số em nhá. 50kg quay đầu em vừa cho em mã đỏ đây, mã đỏ kèm số luôn giùm em nha các chị ơi, chỉ có 3D siêu đẹp luôn nhá. 159k cho em mã đỏ kèm số điện thoại giùm em. Chấm lên tương tác của em nào các chị ơi, sao thế? Rồi con này là size S nhá, nên cho các chị size S. Một con size S siêu đẹp nhá. Rồi, chị nào mặc size S 48kg quay đầu em vừa hả? Rồi chị nào mặc size S lên giùm em mã trắng kèm số điện thoại giùm em. Rồi chị nào mặc size S lên giùm em mã trắng nhá, mã trắng kèm số điện thoại giúp em này. Rồi size S mã trắng đây, mã trắng kèm số điện thoại giúp em nhá. Rồi trắng size S này các chị ơi, trắng size S nhá. Rồi chị nào mặc size S lên giùm em mã trắng. Mã trắng kèm số điện thoại luôn giùm em nha các chị ơi, cho em mã trắng đấy. Mã trắng kèm số điện thoại giúp em. Con này size S chỉ có 159k một con thôi các chị ơi. Chấm lên tương tác của em nào. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào các chị yêu ơi. Rồi lên giùm em mã trắng 159k mã trắng kèm số luôn giùm em. 159k mã trắng, mã trắng 159 kèm số nhá. Mã trắng 159 con này size S nhá. Mã số 1 vàng của chị Nhung Nguyễn ạ. Không, cái 1 là mã 1 là ấy mà. Mã vàng của Nhung Nguyễn. Rồi. Mã vàng của Nhung Nguyễn. Rồi con này size M luôn nha các chị ơi, con này size M. Size M 50kg quay đầu, 50kg quay đầu nhá. Một con màu kiểu như màu than này, đỏ mã 2. Đỏ mã 2 hả? Rồi mã đỏ. Rồi mã đỏ này, mã đỏ cho chị nhà May Hồng Thoa. Làm gì có mã 2. Mã đỏ này size trắng này, băng Nguyễn Thị ơi, chốt hàng lên số giùm em này. Rồi con này chị nào mặc size M 50kg quay đầu là em vừa cho em mã 2. 50kg quay đầu là em vừa. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi. Rồi lên giùm em mã hoa kèm số của em này. Chị kia không lên số để mã trắng chị Huệ Vũ nhá. Mã trắng chị Huệ Vũ này. Rồi con này size M 50kg quay đầu em vừa cho em mã hoa. 50kg quay đầu em vừa cho em mã hoa kèm số điện thoại giùm em. Họa tiết trước sau đều như nhau siêu đẹp luôn các chị yêu này. Lên giùm em mã hoa kèm số em. 50kg quay đầu em vừa cho em mã hoa. Em còn rất nhiều mẫu luôn các chị yêu ơi, đừng có bỏ lỡ nhá. Rồi lên giùm em mã hoa 159k mã hoa kèm số này. Mã trắng em còn mã khác chị ơi, em còn mẫu khác nhá. Rồi chấm lên tương tác của em nào các chị ơi. Rồi con này size XL. Size XL eo chị nào 80 đổ lại là em vừa. Eo 80 đổ lại là em vừa. Có size V1, 100, V2, 86 là sao chị? À vòng 1 vòng. Vòng A86 có chị ơi. 86 thì chị nên mặc size 2XL nhá. Rồi con này chị nào mặc size XL eo 80 đổ lại là em vừa nhá. Eo 80 đổ lại là em vừa cho em mã cam. Eo 80 đổ lại là em vừa cho em mã cam kèm số điện thoại giúp em. Eo 80 đổ lại cho em mã cam nhá. Mã cam eo 80 này các chị này. Size XL eo 80 quay đầu là em vừa hả? Eo 80 quay đầu là em vừa cho em mã vàng. Eo 80. Rồi, bị ẩn. Trời ơi bị ẩn quá. Rồi, em thấy các chị ơi, em thấy nhá. Rồi, mã vàng kèm mã cam kèm số điện thoại giúp em. Bị ẩn. Rồi mã cam, mã trắng size S em hết rồi chị ơi, em còn mã khác này. Con này lên giùm em mã cam size XL eo 80 ha.
L80 quay đầu cho em ạ, cam kèm số điện thoại giúp em. Chỉ có 159k mã cam, cam 159 kèm số em nè. Cam 159k mã cam kèm số em nhá. Cam 159 kèm số này. Rồi mã cam 159 Nguyễn Phong ơi, chốt hàng lên số giúp em nè. Chị Nguyễn Phong ơi, chốt hàng lên số giúp em với chị ơi. Rồi con này siêu đẹp luôn, con này size 3XL đây. Size 3XL L90 quay đầu làm em vừa hả? L90 quay đầu em vừa cho em mã xanh. L90 quay đầu nhá. L90 quay đầu cho em mã xanh kèm số em L90 này. Rồi, L90 quay đầu cho em mã xanh Nguyễn Phong ơi, chốt hàng lên số giúp em chị gái ơi. Rồi lên giúp em mã xanh L90 size 3X này. Rồi lên giúp em mã L90 đổi lại, lên giúp em mã xanh kèm số em này. Rồi cho em mã xanh nhá, mã xanh kèm số em này. Rồi cho em mã xanh. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào với chị ơi. Có L86 không em? Dạ có L86 luôn chị ơi. Rồi con này, em chị nào 80 quay đầu làm em vừa. Một con đỏ đô kim sa này, kim sa đỏ đô. L80 quay đầu làm em vừa cho em mặc kim sa kèm số em nhá. L80 quay đầu cho em mặc kim sa. Xả con này các chị 1209k cho em mặc kim sa. Kim sa 209 kèm số liền giùm em này. Kim sa 209 kèm số, con vàng đằng sau là size XL L80 quay đầu chị nhá. Rồi chị nào lấy con trên canh thì lên giùm em mã vàng kèm số luôn. Dạ em chào chị My Nương này. Rồi con này lên giùm em này cho em mã đỏ mã kim sa kèm số điện thoại giùm em. Hàng mới hai bạn, đúng rồi, hàng mới chị ạ, Đặng Tuấn Tài nha, hàng new nha. Rồi con này lên giùm em mã kim sa 209k mã kim sa kèm số luôn giùm em ha. 209k cho em mã kim sa. Kim sa 209 kèm số luôn giùm em ạ. Kim sa 209 kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi có size 3X. Có size 3X em vừa mới lên màu xanh đó chị ơi, size 3X là màu xanh đó chị ơi. Rồi con này size M cổ cao này, bữa trước nhiều chị hỏi cổ cao mà không có này giờ. Trời ơi nó đẹp chưa các chị ơi. Rồi một con size M một con cổ cao các chị ơi, một con cổ cao này. Lên xem em mã xanh kèm số điện thoại giúp em, cho em mã xanh. Dạ có S, có S chị ơi, hôm nay có S nhiều nhá. 50kg quay đầu em vừa con size M. 50kg quay đầu làm em vừa cho em mã xanh kèm số em này. 159k cho em mã xanh. Mã xanh 159 kèm số điện thoại xem em. Mã xanh 159 dạ con đằng sau là size XL chị nhá. Rồi con này lên xem em mã xanh kèm số điện thoại giúp em. 159k mã xanh con này 50kg quay đầu làm em vừa ha. 50kg quay đầu em vừa cho em mã xanh. 159k mã xanh kèm số luôn giùm em ha. Size M 50kg quay đầu. Em chị nào cỡ tầm 72 đổ lại lên giùm em mã xanh. 159k mã xanh. Đỏ đô cho chị nhà may Hồng Thoa. Ủa sao mạng của chị chậm dữ vậy ta? Mạng của chị chậm dữ đây. Từ nãy giờ chị đã lên số đâu mà xả vậy? Chị còn chưa lên số em khách hàng đó. Có size S luôn nha chị Minh Hương ơi. Có size S chị ơi, có size S nhiều nhá. Rồi em lên một con size M trắng, size M cho các chị yêu mình này. Rồi con này size M 50kg quay đầu em vừa nhá. 50kg quay đầu em vừa cho em mã trắng ấy. 50kg quay đầu em vừa cho em mã trắng kèm số điện thoại giúp em ha. 50kg quay đầu cho em mã trắng con này size M 50kg á. 50kg quay đầu cho em mã trắng nhá, mã trắng kèm số luôn giúp em ha. 50kg quay đầu cho em mã trắng này, 50kg quay đầu nha, size M 50kg quay đầu cho em mã trắng này. Mã trắng kèm số luôn cho em ha, cho em mã trắng ạ. Mã trắng kèm số điện thoại cho em ạ, mã trắng ạ. Rồi lên xem em mã trắng. Rồi em lên một con siêu đẹp siêu phẩm nha các chị ơi. Em lên một con siêu phẩm cổ cao này. Rồi con này là size M các chị ơi. Con này cổ cao size M ha. Rồi chị nào mặc size M 50kg quay đầu là vàng đẹp. 50kg quay đầu trời ơi đẹp như vậy mất 159k thôi các chị ơi. Dạ có size L chị ơi, có size L nha. 50kg quay đầu làm em vừa nên xem em mã đẹp kèm số em này. Trời ơi nó đẹp chưa. 50kg quay đầu làm em vừa size M. 50kg quay đầu em vừa size M lên xem em mã đẹp kèm số em này, chỉ có 159k mã đẹp nhá. Mã đẹp 159 kèm số em này. Lên xem em mã đẹp nhá. 159k mã đẹp kèm số em. Đẹp 159 kèm số này. Rồi em lên size S cho các chị này. Rồi size S đây chị ơi, size S này. Rồi con này là size S này, chị nào cỡ tầm 48kg quay đầu. Rồi chị nào mặc size S này, lên xem em mặc xanh. Xanh size S nha các chị ơi, cho em mặc xanh này. Rồi size S lên xem em mặc xanh, hoa sen là các chị này cực kỳ đẹp luôn. Lên xem em mặc xanh kèm số em, chị nào mặc size S ha. Rồi chị nào mặc size S lên xem em mặc xanh kèm số điện thoại giúp em. Rồi lên xem em mặc xanh. Bao nhiêu được giá sỉ em? Dạ em không... Mã đẹp, đẹp cho chị Lợi Nguyễn ạ, à. Mã đẹp cho chị Lợi Nguyễn nhá. Mã đẹp cho chị Lợi Nguyễn. Mã như bái của hả? Rồi, size S nữa này. Inbox nha chị ơi. Inbox nha chị nhà may Hồng Thoa nha. Inbox nè, trời ơi, gần Tết rồi các chị ơi. Mặc lên đã thấy mùa xuân rồi các chị yêu nè. Lòng đã thấy xôn xao lắm. Thực sự lòng đã thấy xôn xao luôn rồi. Rồi, size S nè, trời ơi. Lên xem em mã hoa, mã hoa. Size S nè, lên xem em mã hoa
kèm số hen này cho em mã hoa nha. Chị nào mặc size S lên giùm em mã hoa, cực kỳ xuất sắc luôn các chị yêu ơi. Lên giùm em mã hoa. Chị nào mặc size S lên giùm em mã hoa kèm số này, dạ có size to luôn chị ơi. Rồi chào chị Lan Anh, size S này lên giùm em mã hoa kèm số em. Em phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn này. Trời ơi, gần tối mùa xuân rồi các chị ơi. Rước mấy con em như này về để về đi chụp hình nha các chị đẹp. Chị đẹp nào. Rồi lên giùm em mã hoa kèm số em con này size S nha. Rồi lên giùm em mã hoa chỉ có 159k một con thôi. Lên giùm em mã hoa kèm số luôn giùm em. Mã hoa kèm số này rồi, ok chị Nuna. À lộn, đi rồi. Ok. Rồi đi rồi chị ơi, đi rồi nha. Có 50kg vừa không em? 50kg có luôn chị ơi. Rồi size to này mờ quá không xem được hả? Rồi size XL chị nào 80 quay đầu làm em vừa. Size XL 80 quay đầu này cho em mã trắng ha. Em 80 quay đầu cho em mã trắng này cho chị Trang Trần. Em 80 quay đầu lên cho em mã trắng con này size to này các chị này. Em 80 quay đầu làm em vừa cho em mã trắng này. Rồi em 80 quay đầu cho em mã trắng này mọi người ơi, lên cho em mã trắng nhá. Rồi cho em mã trắng này. Các chị ơi, các chị nào mà thấy em thì cho em một nút chấm nè. Các chị ơi, cho em thử một chấm. Cho em một nút chấm với ạ. Em không thấy chị nào luôn. Hay là bị ẩn em không biết nữa rồi. Rồi lên xin em mặt trắng size chứ là L80. L80 qua đầu cho em mặt trắng. L80 qua đầu lên xin em mặt trắng size chứ là L80 qua đầu. Trắng kèm số luôn nhiều em ạ. Mặt trắng. Rồi size M 50kg quay đầu. 50kg quay đầu cho em mã đỏ đây. Mã hoa của chị nhà Mai Hồng Thơm nha. Rồi 50kg quay đầu cho em mã đỏ. 50kg quay đầu cho em mã đỏ kèm số em này 50kg nha. 50kg quay đầu cho em mã đỏ cái này size M 72 nào 72kg. 72kg chị nên mặc size 3X luôn chị ơi. Rồi. Bị ẩn hả? Rồi lên cho em mã đỏ này, mã đỏ kèm số em nha cho em đỏ đây. Mã đỏ kèm số em nha. Hoa của Mai ơi, nãy em trốn cho người khác rồi chị ơi. Em còn cái khác nha, đợi em xíu nè. 52kg quay đầu cho em mã đỏ. Rồi trắng size S nè các chị này. L73 chị mặc size 3 à, size L chị ơi. L73 chị mặc size M, lộn size M nha. L73 chị mặc size M nhá. Rồi con này size S này, lên giùm em mã hoa sen. Chị nào mặc size S lên giùm em mã hoa sen kèm số em này size S nhá. Chị nào mặc size S lên giùm em mã hoa sen. Mã hoa sen kèm số điện thoại giùm em. Chị nào mặc size S cho em mã hoa sen kèm số em này, mã hoa sen ạ. À. Mã hoa sen kèm số này. Size S lên giùm em mã hoa sen. Size S cho em mã hoa sen kèm số này, mã hoa sen nha. Mã hoa sen kèm số này, size S ạ. À. Trắng trên canh là size S. Chị ơi, trắng trên canh là size S nha. Rồi con này size XL. Cái này size 2XL nha. Eo của chị nào cỡ tầm có L không? Dạ có L chị ơi. Eo của chị nào 85 đổ lại làm em vừa. Eo 85 quay đầu làm em vừa. Cho em mã kim sa. Eo 85 quay đầu em vừa cho em mã kim sa kèm số này. Con này size 2XL. Eo 85 quay đầu cho em mã kim sa. Rồi eo 85 quay đầu cho em mã kim sa kèm số em này cho em mã kim sa nha. Eo 85 quay đầu cho em mã kim sa. Mã kim sa 200. 209k cho em mặc kim sa chị Lan Trần. Kim sa chị Lan Trần. Có S cổ thuyền không? Cổ thuyền hết chị ơi. Có S nhá. Hoa sen bao nhiêu kg vừa? Hoa sen con đó hoa sen là size S chị ơi. Chị nào mà mặc size S thì hốt nha. Rồi con này size M. Cao 1m55 46kg hoặc một, cao 10 1m50 46kg chị mặc size S nha. Rồi con này size M 50kg quay đầu mã xanh. 50kg quay đầu cho em mã xanh kèm số này, 50kg quay đầu. Rồi mã hoa sen cho chị nhà Mai Hồng Thoa. 50kg quay đầu. 50kg quay đầu lên cho em mã xanh. Check inbox đi chị nhà Mai Hồng Thoa, check inbox giùm em với này. Trước khi nếu mà chị muốn lấy giá sỉ thì chị cho inbox em nha. Rồi con này lên cho em mã xanh kèm số em này. 50kg quay đầu cho em mã xanh. 50kg quay đầu cho em mã xanh kèm số em nha. 50kg quay đầu ạ. 50kg đổ lại làm em vừa cho em mã xanh. Mã xanh kèm số em này. 50kg quay đầu cho em mã xanh. Mã hoa sen em hết cho em còn mã khác nha. Đây cho em mã xanh. Mã xanh kèm số em nha. Cho em mã xanh ạ. Áo vàng là
chị ơi, em cỡ tầm 80 độ lại nhá. Rồi con này size M 50kg quay đầu là men vừa nha. 50kg quay đầu men vừa cho em mã đỏ. 50kg quay đầu cho em mã đỏ kèm số em này 50kg nha. 50kg quay đầu cho em mã đỏ. 50kg quay đầu cho em mã đỏ kèm số em này. Size M 50kg quay đầu cho em mã đỏ nha. Rồi 50kg quay đầu cho em mã đỏ kèm số luôn giùm em nha các chị ơi, cho em đỏ đây. Rồi 50kg quay đầu đỏ, đỏ kèm số đây. Ủa sao kỳ vậy ta? Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm thử cái, thử xem nào các chị gái. Thử xem này. Mã hoa 44 mặc vừa không? Hạ sốc. 44kg vừa chị ơi, vừa chị Thanh Đạm ơi, nói chung mà số cân của các chị mà từ 40 tới 48 á là các chị nên mặc size S giùm em. Thì em đọc bao nhiêu ký thì các chị nghe rõ rồi hẳn chưa? Nghe rõ rồi chốt. Rồi con này size M luôn ạ, size M nha. Chị nào cỡ tầm từ 45 này, à chị nào cỡ tầm từ 48 này, 48 tới 52 ký này. Bồn tám tới 52 ký ạ. Bồn tám tới 52 ký che mã hồng. Bồn tám tới 52 ký che mã hồng kèm số em. Có chị ơi, bây giờ mới thấy này. Có chị Xuân Nguyễn ơi, rồi bồn tám tới 52 ký cho em ạ. Lên giùm em mã hồng kèm số em này, con này size M nhá. Size M 52 ký quay đầu bên vừa 52 ký nè. Rồi lên giùm em này cho em mã hồng 159k mã hồng nha, mã hồng 159 này. Chị bé lì có nó size to mà chị bé lì mặc size nhỏ mà. Chị mua cho ai hả? Rồi ok chị.
chị bé Ly này, chốt kim sang chị bé Ly nhá. Rồi con này size M. Cái đó là size 3X nha chị nhá. Rồi size M một con cổ cao size M 50kg quay đầu men vừa. Eo chỉ nào 72 đổ lại là men vừa. 50kg quay đầu eo 72 đổ lại men vừa cho em mã đỏ kèm số luôn giùm em. Lên giùm em mã đỏ 159k cho em mã đỏ kèm số luôn giùm em. Con này cổ cao, cổ kín nha các chị ơi. Rồi, có nha chị Phan Thu Huyền ơi, có nhá. Rồi, lên giùm em mã đỏ này, mã đỏ kèm số luôn giùm em 159k mã đỏ này. Đỏ 159 kèm số luôn giùm em size M. 50kg quay đầu là em vừa, eo chỉ nào cỡ tầm 72 đổ lại ha. Eo chỉ nào 72 đổ lại 50kg quay đầu thì cho em đỏ kèm số luôn. Lên giùm em mã đỏ ạ. Mã đỏ kèm số luôn giùm em này. Cho em mã đỏ nhá, mã đỏ kèm số em ạ. Rồi, eo 72 quay đầu cho em mã đỏ này. Có size L mà chị ơi, có size L mà. Rồi em lên một con kích tân cho các chị này, con này size M nha. Hàng new chị Tuyển Nguyễn ơi, áo dài là hàng new. Nên em mới bảo là các chị nghe đỏ số cân số ký này, kim sang cho chị Thu Hường này được, ok chị Thu Hường nha. Thu Hường chưa quên được thì ok chị yêu nào. Rồi con này chị nào mặc size M 50kg quay đầu lên cho em mặc kích tân. 50kg quay đầu em vừa cho em mặc kích tân kèm số luôn cho em. 50kg quay đầu men vừa cho em mặc kích tân. Kích tân kèm luôn số luôn nhà em nha các chị ơi. Lên giùm em mặc kích tân, xả con này các chị 99k mặc kích tân. Kích tân 99k kèm số luôn giùm em ha. Bốn tè hả? Có Việt Nam không hả? Em đang mặc áo dài chị ơi. Việt Nam thì bữa em sale rồi nên là không có sale được chị ơi. Bữa em like rồi nên là giờ không có like Việt Nam nữa nha. Đây size L đây chị này. Em 68172. Em 68172 là sao chị? Em 68172, em với bụng nó giống nhau mà chỉ có khác nhau chỗ nào đâu. Vừa chị ơi, vừa nhá, size M vừa nhá. Rồi con này size L nha, eo 76 quay đầu. Size L eo 76 quay đầu là men vừa. Eo 76 quay đầu là men vừa size L. Rồi xanh hoa là cái nào? Rồi eo 76 quay đầu men vừa size L nhá. Lên xem em mã số 1 kèm số luôn giùm em. Cho em mã 1 kèm số eo 76 quay đầu là men vừa nhá. Eo 76 quay đầu men vừa size L. Eo 76 quay đầu men vừa cho em mã 1. Mã số 1 kèm số em cho em mã 1. Shipper nào ra cần giờ này nữa. Rồi lên xem em mã 1, eo 76 quay đầu cho em mã 1 này. Kim Sa 279 này em xỉ thế nào? Dạ không chị ơi, cái đó tại vì em còn sót mấy cái thôi nên là không có bà không có giá xỉ nữa đâu chị ơi, cái đó là không còn giá xỉ nữa đâu nha. Cái đó là em còn sót mấy cái thôi, em mới mới lên, em lên còn sót mấy cái em lên thôi. Chứ còn mà lấy xỉ Kim Sa thì em hết Kim Sa rồi chị ạ, em chỉ còn 3D này thôi. Em chỉ còn 3D thôi. Anh Lưu hả? Có ai gọi cho chị không chị ơi? Anh Lưu. Rồi con này size S này 48kg quay đầu em vừa. 48kg quay đầu có eo 66 không chị ơi? Eo 66 đây chị chọn size S như em đang mặc đây chị nè. Rồi con này eo 6 à eo 7 à, lộn. Con này size S 48kg quay đầu. Eo 66 đây chị mặc size S rồi chị ơi. Rồi con này lên xem em mã vàng kèm số luôn xem em 159k cho em mã vàng. Mã vàng 159 kèm số đây. Ủa sao bữa nay nghỉ vậy ta? Mã vàng 159k mã vàng kèm số em nhá. Mã 1 cho chị Thanh Vân Lê, mã 1 cho chị Thanh Vân Lê ạ. À. Đây, mã hồng. Rồi size S này lên xem em mã vàng size S kèm số luôn giùm em nha các chị ơi. Rồi, 159k mã vàng, 159k mã vàng kèm số luôn giùm em ạ. Rồi, con này size XL, con này size to này. Vậy xả cái đó ra hả? Rồi ok. Xả chỗ lăn chân ra. Bao nhiêu một áo vậy em? Em có kim giả ở dưới rồi chị ơi. Vàng chanh đi em. Ủa là sao? Xả chỗ lăn chân ra. Thì xả. Size XL eo 80 quay đầu men vừa. Eo 80 quay đầu là men vừa. Đây còn kim xa đây. Chốt mà xả này. Mã vàng cho chị Ngọc Thủy Trần. Mã vàng chị Ngọc Thủy Trần này. Lên Tâm ơi chốt con khác hộ em nha. Em còn size S kiểu mẫu khác mà. Rồi con này lên xem em mã họa tiết. Eo chỉ nào 80 đổ lại là men vừa size XL. Eo 80 quay đầu.
làm em vừa size XL lên xem em mã họa tiết kèm số của em nha. Cho em mã họa tiết này. L80 quay đầu lên xem em mã họa tiết nha. L80 quay đầu cho em mã họa tiết kèm số điện thoại giúp em này. Rồi lên xem em mã họa tiết kèm số em này. Em chỉ nào 80 quay đầu cho em mã họa tiết nha. L80 quay đầu lên xem em mã họa tiết kèm số luôn xem em nha. Các chị ơi cho em mã họa tiết này. Họa tiết kèm số luôn ạ. Kim size em bao nhiêu rồi, từ từ rồi em lên con này đã. 52kg mặc size bao nhiêu và em tùy theo vào chiều cao của chị nhá. Nếu mà chị cao mà 1m55 đổ lên á, 1m55 tới 1m60 là 52kg là chị mặc size M giùm em. Nếu mà chị cao mà cỡ tầm 1m55 đổ lại giúp em là chị 52kg là chị nên mặc size L giúp em nhá. Rồi con này size 2XL eo chỉ nào 85 đổ lại là em vừa. Eo 85 quay đầu là em vừa cho em mã eo 85. Eo 85 quay đầu em vừa cho em mã eo 85 kèm số này. Eo 85 quay đầu cho em mã eo 85. Eo 68 chị mặc size S chị Diệp Farm nha. Rồi con này lên xem em này cho em mã eo 85 lên xem em mã eo 85 kèm số luôn xem em nha. Con này size 2XL. Eo 85 quay đầu lên xem em mã eo 85 quay đầu. Eo 85 quay đầu lên xem em mã eo 85 kèm số luôn thì em. Mã vàng em hết chị ơi. Em còn mã khác nha. Rồi con này size M này các chị này. Rồi chị nào mặc size M L76 quay đầu là em vừa. L76 quay đầu là em vừa nhá, cho em mã hồng. L76 quay đầu em vừa cho em mã hồng. Rồi L85 cho chị Kim Hoa Đặng Thị. L85 cho chị Kim Hoa Đặng Thị này. Rồi con này size M. Không chị ơi em còn mã khác này. L85 quay đầu em vừa cho em mã hồng nhá. L85 lộ. Size M L72 quay đầu là em vừa. L72 ba vừa này. L72 quay đầu em vừa cho em mã hồng nhá. L72 quay đầu em vừa cho em mã hồng kèm số luôn giùm em ạ. L72 quay đầu em vừa cho em mã hồng, con này size M nhá. 50kg quay đầu em vừa. 50kg quay đầu em vừa cho em mã hồng kèm luôn số luôn giùm em nhá các chị ơi, cho em mã hồng nhá. Lấy cho mình size M nhé. Cái đó là size gì? Thanh Minh Lê. Rồi đây xem em mã hồng. Lấy cho mình size M. Ủa em chị ơi, chị nghe rõ cái số cân số ký số eo em nói cho chị. Cần đó là size L mẹ. Chị ơi nghe rõ cái số size em nói chị Thanh Vân Lê, em đâu phải em like nhanh đâu, em cũng like chậm mà. Nghe rõ cái số size em nói chứ đâu phải cái này hàng nguyên ri đâu, cái này là hàng theo ấy mà. Cái chị chốt hồng này hả? Cái chị chốt tầm hôn hồng. Hồng. Size M. Hồng này size M chị Ngô Thúy Hương ạ. Rồi con này size L nha các chị ơi, con này size L. L76 quay đầu là em vừa size L. L76 quay đầu là em vừa size L cho em mặt trắng. L76 quay đầu em vừa cho em mặt trắng kèm số luôn thì em. Hồng em chốt chị Hoài Thu Nguyễn nha. Rồi lên xem em mặt trắng kèm số em này size L. L76 quay đầu cho em mặt trắng. L76 quay đầu cho em mặt trắng đấy. Rồi L76 quay đầu cho em mã trắng kèm số luôn giùm em. L76 quay đầu. L76 quay đầu cho em mã trắng kèm số của em nào. L76 quay đầu cho em mã trắng. Bây giờ chỉ cần các chị chỉ nghe rõ cái số cân số ký rồi em đọc thôi. Nghe rõ cái số eo em nói thôi là các chị chốt. Dễ vậy. Vậy không vừa là sao? Ủa cái hồng là cái hồng ok là cái ok nào? Hồi nãy không có cho chị ấy. Rồi con này size thì là L80 quay đầu trên mã cách tân. L80 quay đầu trên mã cách tân kèm số này xả các chị 99k mã cách tân. Cách tân 99k kèm số điện thoại giúp em. Cách tân 99k này, cách tân 99k kèm số nha. L chị nào 80 quay đầu trên mã cách tân. 99k mã cách tân kèm số em, 99k mã cách tân nha. Cách tân 99k kèm số luôn giùm em ạ. Cách tân 99. Cái tân 99k kèm số á. Cái tân 99 đây tím hoa trắng, cà đây. Trắng xe này xe lờ.
sai không? Sai hả? Rắn là sai lờ nè. Sai lờ. Rắn sai lờ cho chị Thanh Văn Lê nha chị ơi. Em đọc rõ số con số ký nha chị. Cái đó sai lờ mà chị. Thanh Văn Lê ơi. Ủa hồi nãy xem mờ chị không chốt. Chị đốt cho. Trời ơi. Chị đó. Thanh Văn Lê ơi, cái đó là sai lờ mà. Chị mặc sai mờ mà. Chị có nghe rõ cái số số em số sai em nói không chị ơi? Hàng rồi con nha. Này size S. Rồi chị nào mặc size S lên giùm em mặc tím lên size S nha. Rồi chị nào mặc size S lên giùm em mặc tím kèm số luôn giùm em, chị nào mặc size S cho em mặc tím kèm số nhá. Chị yêu này lên giùm em mặc tím nhá. Mặc tím size S này, tím size S 48 kg qua đầu cho em mặc tím này. Tím hoa cà nhá, lên giùm em mặc tím kèm số của em này. Rồi cho em mặc tím nhá, mặc tím kèm số luôn giùm em. Mặc tím. Có cái tân size S không? Cái tân size S để coi chị coi nha. Chị Thanh Văn Lê ơi, rốt cuộc là chị mặc size gì? Chị Thanh Văn Lê ơi, rốt cuộc chị mặc size gì để em còn biết đường này. Rồi con này lên cho em mặc tím kèm số luôn cho em nha. Cho em mặc tím này. Mặc tím kèm số nha. Chị ơi cho em tím này. Con này size S nha. Chị nào mặc size S lên cho em mặc tím ạ. À. Mặc tím, mà tím kèm số luôn cho em ạ. À. Tím nha. Cách tân là chị Anh Duy. Rồi con này. Ok chị nè. Cho dùng nhưng mà chắc chắn chị nhá. Chứ đừng có mà. Rồi con này size M. 50 kg quay đầu men vừa, 50 kg quay đầu trên mà xanh. 50 kg quay đầu men vừa trên mà xanh kèm số này. 50 kg quay đầu trên mà xanh nha, mà xanh kèm số luôn giùm em. 50 kg quay đầu chỉ có 159k lên giùm em mà xanh. Mà xanh kèm số em này xanh nhá, mà xanh kèm số này. 159k mà xanh. Xanh 159 kèm số nhá. Rồi em lên size to này các chị này, có size XL không em? Dạ có chị ơi. Rồi size XL đây chị này. Rồi size XL L80 quay đầu men vừa. L80 quay đầu men vừa cho em mã vàng. L80 quay đầu em ở Đắk Lắk chị nhá. L80 quay đầu men vừa cho em mã vàng kèm số em này L80 ạ. À. L80 quay đầu cho em mã vàng nhá. Size XL L80. L80 đổ lại là men vừa cho em mã vàng nhá. L80 đổ lại này. Lên xem em mã vàng. Mã vàng kèm số em này. Mã vàng. Rồi lên xem em mã vàng. Vậy chị nên mặc size L chị ơi. Chị Thanh Văn Lê chị mặc size L nhá. Rồi lên xem em mã vàng. Mã vàng kèm số em này. Cho em mã vàng nhá. Mã vàng. Size M. Lộn size M. Mã vàng. Vàng của chị mắt bích cười. Vàng cho chị mắt bích cười này. Rồi cảm ơn chị Đặng Mây Mây nhiều nhá. Mà xanh cho chị Mai Phạm. Xanh cho chị Mai Phạm ạ. Rồi con này size XL L80 quay đầu luôn. L80 quay đầu che mặt trắng. L80 quay đầu che mặt trắng kèm số luôn giùm em ạ. L80. L80 quay đầu che mặt trắng lên mặt trắng kèm số luôn giùm em ạ. L80 quay đầu che mặt trắng nhá, mặt trắng kèm số em. L80 quay đầu che mặt trắng ạ, mặt trắng kèm số em ạ. L80. L80 quay đầu che mặt trắng. L80 quay đầu che mặt trắng. Mẫu cao 1m55 chị Nguyễn Hà ơi. Mẫu cao 1m55. Rồi con này size M. Size M giùm em này. Mã vàng em hết rồi nhá. Rồi size M 50 kg quay đầu cho em mã họa tiết. Size M 50 kg quay đầu cho em mã họa tiết kèm số em 50 kg ạ. 50 kg quay đầu cho em mã họa tiết này. 50 kg quay đầu cho em mã họa tiết. Đúng rồi chị Đặng Mây Mây. Lên giùm em mã họa tiết kèm số em. Lên giùm em mã họa tiết này. Lên giùm em mã họa tiết 50 kg quay đầu cho em mã họa tiết này. Nếu mà dài quá thì mang roll book lên chị ơi. Mã họa tiết kèm số em nhá, cho em họa tiết ạ. Mã họa tiết chị em cũng đâu có cao đâu. Em cũng 1m5, 1m5 chứ. Em cũng 1m5. Rồi con này size S này. Rồi con này size S 45 kg của lộ size S này. 47 kg quay đầu men vừa cho em mã hồng, hồng size S nhá, lên cho em mã hồng này. Rồi chị nào mặc size S lên cho em mã hồng nhá, mã hồng kèm số em size S này. Cho em mã hồng, hồng size S này lên cho em mã hồng nhá. Hồng kèm số luôn cho em các chị ơi, lên cho em mã hồng nhá. 159k một con cho em mã hồng này. Tìm cho chị một áo size 3XL ok chị yêu. Lên cho em mã hồng kèm số em này. Size S nhá, cho em mã hồng. Rồi chị nào mặc size S lên cho em mã hồng này. Mã hồng size S này. Hồng nhá. Size S cho em mã hồng. Rồi em còn sắt kim sa này.
quan sát kim sa này các chị này. Kim sa tím ạ. Rồi bây giờ em có hai size con này nhá. Dạ em có kim giả ở dưới rồi chị, sorry ơi, em có kim giả ở dưới rồi. Đằng sau là size XL, nãy chị nọ hỏi nãy giờ rồi em cũng trả lời rồi mẹ. Rồi con này size XL L80 qua đầu, con này em có hai size XL và 2XL, lên giùm em mã kim sa. Rồi mã hồng chị Hoài Thu Nguyễn ạ. Rồi lên giùm em mã kim sa kèm size kèm số luôn giùm em có hai size XL và lại 2XL nhá. Lên giùm em mã kim sa kèm size XL hoặc 2XL. 209k cho em ạ, kim sa 209 kèm size kèm số luôn giùm em. 209k kèm size XL hoặc 2XL kèm size kèm số luôn các chị yêu nhá. Rồi ok chị Hoài Thu Nguyễn, lên giùm em ạ kim sa kèm size. Cho em kim sa kèm size của em, kim sa kèm size. Rồi size 2XL. Không chị ơi, mỗi cái nó một kiểu vậy thôi nhá. Rồi con này size 2XL L85 quay đầu là em vừa trên mã vàng. L85 quay đầu trên mã vàng kèm số em nhá. L85 quay đầu trên mã vàng, siêu đẹp luôn. L85 quay đầu trên mã vàng kèm số luôn của em ạ. Rồi L85 quay đầu trên mã vàng nhá, mã vàng kèm số của em. L85 đổ lại là em vừa size 2XL, L85 quay đầu. Lên xem em mã vàng kèm số em nè. Rồi XL 1 này Trần Minh Nguyệt xuất hàng lên số chị ơi. Rồi XL 1 này, XL kim sa chị Trần Minh Nguyệt chốt hàng lên số mọi người ơi. Chốt hàng cho em số ạ. Vàng cho chị Nguyễn Lan, vàng chị Nguyễn Lan. Chị Trần Minh Nguyệt không lên số này em nhường cho người sau ấy chị ơi. Rồi con này size M50kg quay đầu làm em vừa. Size M50kg quay đầu L72 đổ lại cho em đỏ đây. L72 quay đầu cho em đỏ kèm số em. L72 quay đầu cho em đỏ này. Rồi mã kim sa này chị Trần Minh Nguyệt không lên số này, mã kim sa chị Linh An. Kim sa size XL cho chị Minh Linh An, em còn mã size 2X nha. Rồi con này cho em đỏ kèm số em size M50kg quay đầu cho em đỏ. 50kg quay đầu cho em đỏ kèm số em 50kg ạ. Rồi 50kg quay đầu cho em đỏ nha. 50kg quay đầu lên cho em đỏ kèm số luôn của em ha. 50kg quay đầu cho em đỏ, đỏ kèm số luôn cho em ạ. 50kg quay đầu cho em đỏ nha. Em cho đi rồi chị ơi, áo ngực em cho đi rồi nha. Rồi con này size 2XL, L85 quay đầu làm em vừa. Chị Trần Minh Nguyệt ơi, chốt hàng mà không lên số thì em biết gọi cho ai. Rồi đỏ cho chị à. Đỏ chị Phi Yến á. Rồi chị đã nhận được hàng chưa chị Phi Yến ơi? Đã trinh nail. Hả? Đỏ chị Phi Yến mà. Size 2XL đỏ chị Phi Yến nhá, size 2XL L85 quay đầu làm em vừa trên mã phối. L85 quay đầu làm em vừa, cứ chốt cái khác chị Trần Minh Nguyệt nhá, chốt hàng không đưa số em nhường cho người sau rồi. L85 quay đầu em vừa trên mã phối. L85 quay đầu trên mã phối kèm số luôn giùm em ạ. L85 quay đầu trên mã phối này, con này size 2XL L85 quay đầu trên mã phối kèm số em. L85 quay đầu trên mã phối. L85 quay đầu trên mã phối kèm số em ha. Rồi L85 quay đầu trên mã phối này có màu cam không em? L85 quay đầu cho em mã phối ạ. Người theo dõi like giúp em ạ. Mã phối. Rồi em lên theo này. Lên theo cho các chị nha. Rồi con này size XL L80 quay đầu nè. L80 quay đầu em vừa cho em mã theo. L80 quay đầu em vừa cho em mã theo kèm số em size XL. Size XL L80 quay đầu mã theo nha. Size XL L80 qua đầu trên mặt theo kèm số em ạ. Size XL L80 qua đầu trên mặt theo này. Kim sa 3XL tím than là sao? Cái chị chốt sạc, cái chị chốt cái mã ở đâu á? Em không biết là rồi lên xem em này cho em mặt theo này, theo nha. Theo kèm số em này xả luôn, đồng giá luôn, mã theo. Mã theo kèm số này xay XL L80 qua đầu theo. L80 qua đầu theo. L80 qua đầu theo ạ. Rồi cách tân 4X này. Cách tân 4X nhá. Eo của chị nào cỡ tầm 95 đổ lại làm em vừa. Lên xem em mã cách tân, xả các chị 99k mã cách tân. Cách tân 99k kèm số luôn giùm em. Cách tân 99k kèm số này E90 đổ lại, E95 đổ lại cho em ạ. Cách tân 99k theo chị Đỗ Thu Thủy đây.
không chị nhá. Rồi lên xem em mã. Cái tân, 99k mà cái tân E95 quay đầu cái tân 99k này. Cái tân 99k kèm số luôn cho em ạ. Cái tân 99k. Rồi em lên một con cổ cao cho các chị này, con này size M nhá. Size M 50kg quay đầu em vừa. 50kg quay đầu em vừa con này. 50kg quay đầu cho em ạ trắng. Một con cổ cao nha, 50kg quay đầu. Cực kỳ ít luôn, hàng cổ cao cực kỳ ít luôn. 50kg quay đầu. 50kg quay đầu em vừa cho em ạ trắng. 50kg quay đầu cho em ạ trắng kèm số luôn cho em. 50kg quay đầu cho em ạ trắng này, cực kỳ đẹp luôn các chị nhìn này. 50kg quay đầu cho em ạ trắng ạ, ạ trắng nhá. 50kg quay đầu. 50kg quay đầu cho em ạ trắng kèm số luôn. 50kg quay đầu trắng. 50kg quay đầu trắng. Rồi con này size M. Size M 50kg quay đầu em vừa cho em ạ xanh. 50kg quay đầu em vừa cho em ạ xanh kèm số luôn giùm em. 50kg quay đầu cho em ạ xanh. 50kg quay đầu xanh. Cách tân cho chị Quỳnh Anh Lê Nguyễn. Rồi lên xem em ạ xanh. 50kg quay đầu xanh. 50kg quay đầu cho em ạ xanh nhá. Xanh kèm luôn hộ em ạ số ạ. Rồi con này size M 50kg quay đầu mang vừa. Size M 50kg quay đầu em vừa cho em ạ đỏ. Size M 50kg quay đầu cho em ạ đỏ kèm số đấy. Rồi 50kg quay đầu size M L72 đổ lại là em vừa cho em ạ đỏ. L72 quay đầu em vừa cho em ạ đỏ kèm số em. L72 quay đầu cho em ạ đỏ. Đỏ kèm số luôn giùm em nha. L72 quay đầu đỏ. Đây size XL đây chị ơi. Size XL L80 đổ lại làm em vừa. L80 quay đầu em vừa cho em ạ bướm. L80 quay đầu cho em ạ bướm kèm số em size XL L80. L80 quay đầu cho em ạ bướm đi. Size XL L80 ạ. Rồi size XL L80 đỏ chị Trinh đeo. L80 quay đầu cho em ạ bướm size XL. L80 quay đầu cho em ạ bướm. Bướm kèm số luôn cho em này. Cảm ơn chị Vô Lanh. Lên cho em ạ bướm. Mà bướm kèm số em ạ. L80 quay đầu cho em bướm. Lên giùm em mặc bướm. Rồi con này size S đẹp. Trời ơi cho hết lời nó nhiều quá trời. Chị vô sâu quá. Rồi con này size S. Chị đang mặc size S. Lên giùm em mã họa tiết này. Họa tiết size S nha các chị yêu này. Lên giùm em mã họa tiết. Chị đang mặc size S. Lên giùm em mã họa tiết kèm số luôn giùm em nhá. Chỉ có 159k thôi. 159k mã họa tiết kèm số em con này size S ạ. 48kg qua đầu. 48kg qua đầu này. Cho em mã họa tiết kèm số luôn giùm em. Rồi size XL đây. Size XL này cho em mã trắng nhá. Size XL L80 qua đầu cho em mã trắng. L80 qua đầu cho em mã trắng kèm số luôn giùm em ạ. L80 qua đầu cho em mã trắng. Size XL L80 qua đầu cho em mã trắng kèm số em nhá. L80 quay đầu cho em ạ trắng, size XL L80 quay đầu. Lên giùm em trắng kèm số luôn giùm em. L80 quay đầu cho em ạ trắng. L80 quay đầu trắng ạ. Rồi trắng chị Hồng Minh Nguyễn ạ. Rồi size 2XL L85 quay đầu. Size 2XL L85 quay đầu cho em ạ đỏ. L85 quay đầu cho em ạ đỏ kèm số em size 2X. L85 quay đầu cho em mã đỏ nha. Rồi L85 quay đầu cho em mã đỏ kèm số em size 2X này. 2X thì là L85 quay đầu đỏ. Đây thì em mã đỏ kèm số em nha. Đỏ. Rồi con này giống y chang con đằng sau này. Con vàng đằng sau này. Rồi con em nằm mặc là size L nha. Size L này. L76 quay đầu em vừa, con này em có hai size, size L và lại XL. Chị nào chốt thì lên giùm em ạ. Rồi đỏ. Đỏ XL, đỏ XL cho chị Thủy. Thúy Thủy này. Thúy Thủy đỏ XL. Rồi con này size L. L76 quay đầu. L76 quay đầu. L76 quay đầu làm em vừa cho em ạ. Vàng. L76 quay đầu cho em ạ vàng kèm size kèm số luôn giùm em. Em có size L và lại XL nhá. Lên giùm em mã vàng kèm size L hoặc XL.
kèm số kèm size luôn giùm em nha các chị gái nhá. Cái em đang mặc là size L, L 76 quay đầu em vừa. Chị nào chốt thì lên giùm em mã vàng kèm size, em có hai size L và lại XL. Lên giùm em mã vàng kèm size kèm số luôn giùm em nhá. Mã vàng kèm size XL hoặc L, L hoặc XL. Kèm size kèm số luôn giùm em mã vàng nhá. Mã vàng này. Mã vàng kèm size kèm số luôn giùm em nhá. Mã vàng kèm size kèm số này. Có họa tiết L. Rồi cái này size S nè. Rồi con này size S nè. Chị nào mặc size S nè, một con cổ thuyền nhá, chị nào mặc size S nè. Rồi lên xem em mặc đỏ size S nè, đỏ nhá. Chị nào mặc size S cho em mặc đỏ kèm số em con này size S nè. Rồi chị nào mặc size S lên xem em mặc đỏ. Chốt vàng size gì chị Nguyễn Hà ơi? Chốt vàng kèm size luôn cho em ạ. Vàng size L cho chị Nguyễn Hà. Vàng size L cho chị Nguyễn Hà, em còn vàng nhá. Rồi con này lên xem em mặc đỏ kèm số luôn cho em này, đỏ nhá. Đỏ kèm số. Rồi con này lên xem em mặc đỏ. Rồi con này cho em mã đỏ kèm số em này. Chị Thúy Thủy ơi, chị chốt là chị chốt mã đỏ mà mã đỏ bướm hay là mã đỏ kia chị ơi, chứ còn mã cái mã đỏ em đọc á, cái đó là size 2X chứ không phải là size XL đâu chị nhá. Đúng rồi 2X ạ. Đúng rồi 2X rồi, ok chị Thúy Thủy. 2X. Rồi. Vàng XL cho chị sorry chốt hàng lên số chị ơi. Mã vàng cho chị sorry chốt hàng lên số chị ơi. Rồi con này cho em mã đỏ kèm số em này, một con cổ thuyền nhá, size S này, lên xem em mã đỏ. Mã đỏ kèm số em này, đỏ nhá. Sorry cho hàng lên số chị gái. Rồi họa tiết size L đây chị ơi, nãy chị nào hỏi họa tiết size L này. Chốt hàng lên số mọi người ơi. Rồi con này size L, L76 quay đầu là em vừa cho em mã họa tiết này. L76 quay đầu em vừa trên mã họa tiết kèm số luôn giùm em nha. L76 quay đầu trên mã họa tiết. L76 quay đầu trên mã họa tiết rồi ok chị sorry. L76 quay đầu trên mã họa tiết kèm số luôn giùm em ạ. Sai lờ, L76 quay đầu trên mã họa tiết nha. Họa tiết kèm số ạ. Em dơ vàng lên canh xem dài không em. Là em có mặc rồi chị ơi, chị Nguyễn Hà ơi. Em có mặc rồi mẹ. Rồi lên xem em mã họa tiết kèm số em này. Tím kim sa hay ít không? Hết rồi chị ơi. Rồi con này size XL. Size XL L80 quay đầu che mặt theo. L80 quay đầu che mặt theo kèm số này. Rồi L80 quay đầu che mặt theo nha. Theo L80 ạ. L80 quay đầu che mặt theo. L80 quay đầu che mặt theo kèm số của em này. Rồi L80 quay đầu mặt theo nha. Theo L80. L80 quay đầu theo. Rồi cái tân size M này. Rồi cái tân size M lên xem em mặc cái tân. Không chị sorry nha. Thì áo dài người ta chả may một kiểu một chiều dài chị. Rồi con này size M 50kg quay đầu. 50kg quay đầu trên mặc cái tân. 50kg quay đầu trên mặc cái tân kèm số luôn giùm em mặc mặc cái tân. 199k cho em mặc cái tân. 99k cho em mặc cái tân kèm số luôn giùm em. Cái tân 99k kèm số này. 50kg quay đầu cái tân. 99k mặc cái tân kèm số ạ. Size chứ là L80 quay đầu. Tân chỉ sao đợi người này. L80 quay đầu em vừa cho em mặc đỏ. L80 quay đầu trên mặt đỏ kèm số luôn giùm em. L80 quay đầu trên mặt đỏ. L80 quay đầu trên mặt đỏ kèm số nha các chị ơi. Size XL L80 quay đầu là em vừa. L80 quay đầu em vừa trên mặt đỏ đây. Rồi L80 quay đầu trên đỏ đây. Sao có 7 số vậy? Chốt hàng lên ạ. Trời ơi. Lên lại
số đi chị ơi. Sao đợi người cho hàng lên lại số giúp em rồi ạ. Rồi lên xem em mắt đỏ đây. XL cho em đỏ đây. Thôi cái tân nhường cho chị Sơn Hà này. Cái tân nhường chị Sơn Hà nhá. Chốt hàng mà lên có mấy số sao mà chốt được chị. Rồi con này sai XL. Rồi con này size XL L80 quay đầu men vừa. L80 quay đầu men vừa cho em mặt trắng. L80 quay đầu men vừa size XL lên cho em mặt trắng kèm số này. L80 quay đầu cho em mặt trắng nhá. Chốt cái khác đi chị ơi. L80 quay đầu cho em mặt trắng. L80 quay đầu lên cho em mặt trắng kèm số em này. L80 quay đầu cho em mặt trắng. Mặt trắng kèm số em. Chốt cái khác thì sao đợi người nhá. Lên cho em trắng đấy. Rồi cái tân hồng này. Con này cũng size M luôn, 50kg quay đầu. 50kg quay đầu trên mã hồng, 99k mã hồng. 50kg quay đầu trên mã hồng, 99k mã hồng nhá. 50kg quay đầu hồng, 99k mã hồng này. Mã hồng kèm số em, 99k mã hồng nhá. Rồi size L L76 quay đầu này. Size L L76 quay đầu men vừa cho em tím. L76 quay đầu men vừa cho em mặt tím kèm số này. Size L L76 quay đầu cho em mặt tím. L76 quay đầu cho em mặt tím kèm số nhá. Size L L76 quay đầu men vừa. Lên cho em mặt tím kèm số luôn giùm em ạ, cho em mặt tím ạ. Lên cho em tím. Phải lên số đúng chị ơi, chứ chị lên số mà còn thiếu số. Có 8 số sao mà em gọi được. Nên là em nhường cho người sau luôn nha. Ok chị Linh An. Size M 50kg quay đầu. Mã hồng cho chị Nguyễn Minh 99k này. Mã tím chị Ngô Thúy Hương. Size M 50kg quay đầu em vừa che mặt kim sa. 50kg quay đầu che mặt kim sa kèm số em. 50kg quay đầu che mặt kim sa 209k cho em kim sa này. Kim sa 209 kèm số em này. Kim sa 209 này. Mã hồng cho chị Nguyễn Minh. Kim sa 209k mã kim sa size M 50kg quay đầu. 50kg quay đầu cho em kim sa. Kim sa này, size M nhá, 50kg quay đầu cho em kim sa. 209k mã kim sa kèm số em ạ. Rồi size M 50kg quay đầu men vừa. Size M 50kg quay đầu men vừa nhá. Size M 50kg quay đầu men vừa cho em mã đỏ. À lộn, lên giùm em mã hoa đi, mã hoa. 50kg quay đầu cho em mã hoa. Cái gì mà chị em bảo là 209k em có báo rõ ràng. Trong đây ai cũng nghe là 209 thì em không có nói là 279 chị nhá. Kim sa size L. Kim sa size L em không có, trời ơi, kim sa size M mà. Rồi con này size M 50kg quay đầu cho em mã hoa. 50kg quay đầu em vừa cho em mã hoa kèm số luôn giùm em. 50kg quay đầu cho em mã hoa size M. 50kg quay đầu size M cho em mã hoa. Mã hoa kèm số luôn giùm em nha, cho em mã hoa này. Hoa kèm số em nha, 50kg quay đầu ạ. 50kg quay đầu hoa. Kim sa chị Thanh Vân Lê. Kim sa chị Thanh Vân Lê ạ. 210 nha. Kim sa chị Thanh Vân Lê. Kim sa. Rồi size XL này. Size XL L80 quay đầu. L80 quay đầu là em vừa. Kim sa size M màu đỏ của chị Thanh Vân Lê rồi. Rồi con này size XL L80 quay đầu. L80 quay đầu là em vừa.
E80 quay đầu làm em vừa cho em mã số 1. E80 quay đầu cho em mã 1 kèm số em nhá. E80 quay đầu cho em mã 1. E80 quay đầu cho em mã 1 này, mã 1 kèm số em. E80 quay đầu cho em mã 1 này, size chỉ là E80 quay đầu cho em mã số 1 nhá. Mã 1. Kiếm size thế là em còn mã khác nhá. Cho em mã 1. Mã 1 kèm số em nhá. Rồi con này size M. 50kg quay đầu men vừa. 50kg quay đầu men vừa này, cho em mã hoa sen. 50kg quay đầu men vừa cho em mã hoa sen kèm số em nhá. 50kg quay đầu mã hoa sen. 50kg quay đầu trên mã hoa sen. 50kg quay đầu trên mã hoa sen. Mã hoa chị Nguyễn Văn Trương chốt hàng lên số chị ơi. Nguyễn Văn Trương chốt hàng lên số ạ. Rồi lên giúp em mã hoa sen. 50kg quay đầu size M. 50kg quay đầu size M cho em mã hoa sen. Hoa sen kèm số luôn ạ. Luôn ạ. Hoa sen. Không chị Hồng Nguyễn ơi. Rồi size 4XL. E100 đổ lại mà em vừa trên mặt cách tân. E100 quay đầu trên mặt cách tân kèm số luôn cho em. E100 đổ lại. E100 quay đầu trên mặt cách tân kèm số luôn cho em ạ. E100 đổ lại trên mặt cách tân. Mã cách tân kèm số luôn cho em. Cho nên mã cách tân này. Cách tân 99k. Cách tân 99. Khàn chị ơi. Cách tân 99k. Rồi con này size M. Size M giùm em này. Rồi chị nào mặc size M nhá. 50kg quay đầu cho em đỏ. 50kg quay đầu cho em mặc đỏ kèm số luôn giùm em nhá. 50kg quay đầu. 50kg quay đầu em vừa cho em mặc đỏ. 50kg quay đầu cho em mắt đỏ kèm số luôn nha mấy em ha. 50kg quay đầu cho em mắt đỏ. 50kg quay đầu cho em đỏ này. Kim sa đỏ size L em không có. Chị ơi sao nhiều chị chốt size L chứ. Rồi lên cho em mắt đỏ này. Rồi ok. Ok Nguyễn Văn Trung Minh Trương. Rồi lên cho em mắt đỏ size L à, size bờ 50kg quay đầu đỏ. 50kg quay đầu đỏ này. Nguyễn Văn Trương là gai hay trái chị ơi? Trái. Trái hay phải chị ơi? Thẳng hay cong? Rồi con này size này cho em mặt xanh. Size cho em mặt xanh kèm số luôn giùm em nha các chị yêu này. Rồi chị nào mặt size lên giùm em mặt xanh. Size cho em mặt xanh kèm số em này. Không, cô Bình Võ ơi không. Một cái nó một mẫu, một cái nó một size thôi cô nhé. Chào chị Minh Thùy, chào chị Sinh. Rồi lên cho em mã xanh, size S này cho em mã xanh nhá. Mã xanh size S kèm số luôn giùm em nhá. Mã xanh, xanh size S này. Rồi size S cho em mã xanh. Đẹp chưa? Xanh. Xanh size S này. Cái này tới 2X lận này. Đỏ cho chị Du. Đỏ cho chị à. Zuki cho hàng lên số không em nhường cho người sau này. Zuki cho hàng lên số nhá. Rồi con này size 2 chứ là E85 quay đầu làm em vừa nhá. E85 quay đầu làm em vừa này. E85 quay đầu em vừa cho em mã kim sa nhá. E85 quay đầu làm em vừa cho em mã kim sa kèm số luôn giùm em ạ. E85 quay đầu cho em mã kim sa. Mã kim sa này. À rồi tưởng đâu trời. Rồi lên giùm em mã kim sa. Mã kim sa kèm số luôn giùm em nha các chị ơi. 209k cho em mã kim sa. Kim sa 209 kèm số luôn giùm em nha các chị yêu nhá. Kim sa 209k. 209k cho em mã kim sa. Kim sa 209 kèm số này. E85 quay đầu men vừa. Con này size 2XL nha. E85 quay đầu men vừa cho em mã kim sa. 209k mã kim sa.
Kem xa 2 là 9 kem số em. Em lấy hết cả hỏng rồi. Rồi kim sa chị Lan Trần 209k em nói léo hết cả lưỡi anh lên. Léo hết cả cả học. Tại vì ghi hai Lan Trần sẽ bao giờ chị chốt lại nè. Đâu Lan Trần cái mặt tím rồi. Xả rồi. Xả rồi. Rồi con này size M nha, size M. 50kg quay đầu men vừa. 50kg quay đầu men vừa cho em mặt xanh. 50kg quay đầu là men vừa cho em mặt xanh kèm số em nha. 50kg quay đầu cho em mặt xanh này. 50kg quay đầu size M. Áo vải gì vậy em? Hàng lụa Thái chị à, vải lụa Thái chị yêu ơi. 50kg quay đầu làm em vừa mặt xanh. 50kg quay đầu cho em mặt xanh. Mở hở. Thoát ra vô lại chị đẹp ui. Thoát xe vô lại giúp em với ạ. Nhiều cái vàng xem hờ. Dạ không chị ơi, cái đó nó size XL rồi ạ. Rồi cái này XL này eo của chị nào 80 đổ lại làm em vừa nha. Eo 80 quay đầu làm em vừa. Eo 80 quay đầu làm em vừa cho em mã vàng này. Eo 80 quay đầu làm em vừa cho em mã vàng kèm số em nha. Eo 80. Eo 80 quay đầu làm em vừa cho em mã vàng. Eo 80 quay đầu làm em vừa cho em mã vàng kèm số luôn cho em. Eo 80 quay đầu cho em mã vàng nha. Mã vàng này. Comment không thấy trả lời. Em không thấy chị comment chị yêu ơi. Rồi lên giùm em mã vàng. Mã vàng kèm số em eo 80. Eo 80 quay đầu cho em mã vàng nha. Mã vàng kèm số em này. Mã vàng size M 50kg quay đầu làm em vừa nha. 50kg quay đầu làm em vừa cho em mặt tím này. Đợi mãi không được cái nào. 50kg quay đầu em vừa. 50kg quay đầu em vừa size M. Lên giùm em mặt tím. 50kg quay đầu em vừa cho em mặt tím nhá. 50kg quay đầu em vừa. Mặt tím kèm số luôn giùm em nhá các chị ơi. Size M 50kg quay đầu tím. Tím tím tím. Chị này size M 50kg quay đầu làm em vừa nha. 50kg quay đầu làm em vừa này. 50kg quay đầu em vừa cho em mã hồng nha. Size M 50kg quay đầu em vừa cho em mã hồng. Mã hồng kèm số luôn cho em này. Mã hồng. Có siêu phẩm không bé Tâm? Siêu phẩm thì toàn siêu phẩm không chị yêu ơi. Cũng vậy à chị Thu Phạm ạ. Rồi con này lên cho em mã hồng nha. Mã hồng kèm số luôn cho em này. Có đỏ đô. Lên giùm em mã hồng size M 50kg quay đầu nha. 50kg quay đầu men vừa. 50kg quay đầu men vừa cho em mã hồng nha. 50kg quay đầu men vừa cho em mã hồng kèm số em này. Áo dài trắng hoa đỏ sau 37kg vừa không? Cái đó là size S chị ơi, size S nha. Nói chung là chị mà 37kg thì chị mặc size S. Nhưng mà em nghĩ bà, nếu mà 37kg á, chị mặc cũng rộng luôn ha. Cũng rộng luôn, tại vì size S là size nhỏ nhất rồi. Cỡ tầm từ 40 cỡ tầm từ 40 tới 48kg mà chị 37kg thì em nghĩ cũng hơi rộng ấy. Rồi xem đây mã hồng này, mã hồng kèm số nha, hồng nè. Hồng nhá. Mã hồng cho chị Việt Trinh. Rồi size M luôn nha các chị ơi, con này size M luôn ạ. À. Size M này cho em mặc cam nha các chị yêu nha. Size M 50kg quay đầu cho em mặc cam. 50kg quay đầu che mặt cam kèm số em nha. 50kg quay đầu che mặt cam. Con này size M 50kg quay đầu. Eo 72 đổ lại là men vừa nha. Eo 72 quay đầu là men vừa che mặt cam. Eo 72 quay đầu men vừa che mặt cam kèm số điện thoại giúp em. Eo 72 quay đầu che mặt cam nha. Mặt cam kèm số luôn giúp em nha. Các chị yêu này mặt cam nha. Mặt cam này. Có đá không bé? Có. Đá nhưng mà ít chị ơi. Rồi con này lên giùm em mã cam nha, mã cam kèm số em eo 72. Eo 72 size M cho em mã cam. Eo 72 quay đầu cho em mã cam kèm số em này cho em mã cam nha. Mã cam kèm số nè. Mã cam. Zuki có số 10 bé. Hả? Nhưng mà trên kia có số không?
khách cũ đó. Cam này size M nha. 45 ký, nếu mà chị cao 1m50 thì chị vừa chị nhá. Nếu mà chị cao 1m50 thì chị vừa. Có kèm quần tính riêng chị nhá, quần tính riêng này thi hồ đồ chị đi chưa? Có người gọi chưa chị ơi? Gọi là người đã đi rồi ạ. Thi hồ chưa? Lộ, có người gọi là hàng đã đi, chứ người đi là có. Áo trắng sau canh mặc bao nhiêu, size vậy bé bao nhiêu tiền? 159k một con chị ơi. Áo trắng này là size S thôi luôn, like luôn cho các chị nào. Rồi con này size S nha các chị ơi, 48kg quay đầu men vừa nha. 48kg quay đầu là men vừa con này. 48kg quay đầu là men vừa nha, con này size S ạ. 48kg quay đầu là men vừa cho em ạ, trắng kèm số luôn giùm em nha. Con này size S nè. Chị nào mặc size S lên giùm em ạ, trắng kèm số luôn giùm em nha. Trắng 159k hết một con. Size S luôn nha. Mà tráng chị tóc trinh thắm á, tráng chị tóc trinh thắm nhá. Rồi con này cũng size S luôn nha các chị ơi, con này cũng size S luôn này, lên giùm em mã tím kèm số điện thoại giùm em. Cho em mã tím nhá, con này size S lên giùm em mã tím siêu đẹp luôn. Lên giùm em mã tím, con này size S cho em mã tím kèm số điện thoại giùm em. 48kg quay đầu là men vừa nha. 48kg quay đầu là men vừa. 48kg quay đầu men vừa cho em mã tím. 48kg quay đầu men vừa cho em mã tím kèm số luôn giùm em ha. 48kg quay đầu là men vừa. 48kg quay đầu men vừa cho em mặt tím kèm số luôn giùm em này, con này size S ha. Lên giùm em mặt tím này. Tím này. Lên giùm em mặt tím nhá. Tím tím tím. L 80 quay đầu là men vừa nhá. L 80 quay đầu là men vừa, con này size chứ L. Khi nào có cách tân mặc tết vậy bé? Em cũng chưa có về lô chị ơi, em cũng chưa có về lô cách tân chị nhá. L 80 quay đầu là men vừa. L 80 quay đầu men vừa cho em đỏ. L 80 quay đầu men vừa cho em đỏ kèm số luôn giùm em nhá. L 80 quay đầu là men vừa cho em đỏ đấy. L 80 quay đầu cho em đỏ nhá. Đỏ kèm số luôn giùm em ạ. L 80 quay đầu cho em đỏ đây. Đẹp lắm luôn. Lên cho em đỏ. Size thì là L80 quay đầu đỏ. Size thì là L80 quay đầu cho em đỏ kèm số em nhá. Đỏ. Eo của chị nào cỡ tầm 85 đổ lại là men vừa. Eo 85 đổ lại là men vừa nha. Xả của Bình Trinh ra. Có người chốt, quá trời hồi nãy kia đó. Eo 85 quay đầu là men vừa. Lên giùm em mã kim sang 209k mã kim sang. Con này eo 85 quay đầu nha. Trời ơi, eo 85 quay đầu cho em mã kim sang. Eo 85 quay đầu cho em mã kim sang size 2XL. Eo 85 quay đầu cho em mã kim sang 209k mã kim sang. Kim sa 209 kèm số nhá. Eo 85 quay đầu nha mọi người ơi. Cái đó là eo 85 nha chị tóc trình thảm ơi, được thôi ok ạ. Được thì ok anh chị tóc trinh thảm ơi, con đó là size 2X nha. Rồi size 2XL luôn này, size 2XL lên cho em mã hoa. 2XL E85 quay đầu hoa. E85 quay đầu trên mã hoa kèm số em này. E85 quay đầu trên mã hoa size 2XL E85. E85 quay đầu trên mã hoa, có lấy không chị tóc trinh thảm ơi? Đồng giá em có ghi ở dưới rồi chị ơi, 159k một con. Ok rồi nha, ok này. Rồi tím cho chị tóc trinh thắm đấy.
mà tín chị tắt trinh thần nhá. Rồi cái này size M nhá. Rồi ok chị nè, size M 50kg quay đầu men vừa, size M 50kg quay đầu men vừa cho em mã hồng nhá. 50kg quay đầu men vừa cho em mã hồng này. Size M 50kg quay đầu hồng, hồng cho em số luôn nhé em ạ. 50kg quay đầu men vừa mã hồng ạ. Ký quay đầu trên mã hồng nha. Rồi con này size XL. Eo của chị nào 80 đổ lại là men vừa cho em mã trắng này. Eo 80 quay đầu men vừa mã trắng nhá. Eo 80 quay đầu men vừa mã trắng đấy. Eo 80 quay đầu men vừa mã trắng kèm số luôn giùm em ạ. Eo 80 quay đầu mã trắng. Eo 80 quay đầu trắng kèm số luôn giùm em. Eo 80 quay đầu mã trắng đấy. Chấm lên giùm em nào các chị ơi, sao thế? Eo 80 quay đầu cho em mã trắng. Rồi size S này. 48kg quay đầu là men vừa. 48kg quay đầu men vừa trên mã vàng, vàng size S này. 48kg quay đầu là men vừa trên mã vàng nha. 48kg quay đầu men vừa mã vàng kèm số luôn giùm em. 48kg quay đầu mã vàng. Bốn tám ký quay đầu mã vàng nhá. 48kg quay đầu trên mã vàng. Mã vàng kèm số em 48kg quay đầu. Mã vàng. Vàng cho chị Long Châu Trần. Đi hơn 10 hơn 12 km mới thấy được chị. Chốt. Rồi size M ở đây. 50 kg quay đầu men vừa ạ. 50 kg quay đầu men vừa cho em mã xanh này. Eo của chị nào 72 đổ lại là men vừa cho em mã xanh nha. Mã xanh kèm số luôn giùm em. Cho em mã xanh. Eo 72 quay đầu xanh nha. Eo 72 quay đầu xanh này. Eo 72 quay đầu mã xanh kèm số ạ. Eo 72 quay đầu mã xanh nha. Eo 72 quay đầu mã xanh. Mã xanh kèm số em Eo 72. Rồi con này size 2XL, eo 85 quay đầu ạ. Size 2XL, eo 85 quay đầu là bên vừa cho em mã hoa. Eo 85 quay đầu cho em mã hoa kèm số em này. 2XL, eo 85 quay đầu mã hoa. Eo 85 quay đầu cho em mã hoa nha. Eo 85 quay đầu mã hoa kèm số em này. Eo 85 quay đầu cho em mã hoa. Eo 85 quay đầu cho em mã hoa kèm số em nha. Eo 85 quay đầu hoa. Mã hoa. Các chị im ru ru á. Rồi eo 80 quay đầu cho em theo. Eo 80 quay đầu theo này. Eo 80 quay đầu cho em theo nha. Eo 80 quay đầu theo. Eo 80 quay đầu theo chị nào cỡ tầm 50 kg quay à.
L80 size L, L80 quay đầu cho em theo. Size L, L80 quay đầu theo này. L80 quay đầu theo nha. L80 quay đầu lên cho em mã theo kèm số ạ. L80 quay đầu theo này. Trên cây là size XL chị ơi. Rồi con này size 2X nè. Size 2XL eo của chị nào 85 đổ lại là men vừa. Eo 85 quay đầu men vừa nha. Eo 85 quay đầu này. Rồi lên xem em mặt trắng á. Eo 85 quay đầu cho em mặt trắng nhá. Eo 85 quay đầu cho em mặt trắng kèm số em này. Eo 85 quay đầu trắng nhá. Trắng kèm số luôn giùm em ạ. Eo 85 quay đầu trắng á. L85 quay đầu trắng nhá. L85 quay đầu mà trắng kèm số luôn cho em ạ. L85 quay đầu trắng. Rồi lên xin là cho các chị nhá. Rồi con này size M. Đứng ngoài hả? Thôi nào vô lại mọi người ơi. Size M 50 kỳ quay đầu men vừa nhá. 50 kỳ quay đầu. 50 kỳ quay đầu là men vừa cho em ạ xanh. 50 kỳ quay đầu men vừa cho em ạ xanh kèm số luôn giùm em ha. 50 kỳ quay đầu cho em ạ xanh. 50 kỳ quay đầu cho em ạ xanh. 50 kỳ quay đầu xanh nha. Rồi con này size 3XL. Rồi size M cho chị Lê Hạnh. Rồi size 3XL L90 quay đầu. L90 đổ lại là em vừa cho em đỏ. L90 quay đầu cho em đỏ kèm số ạ. L90 quay đầu đỏ. L90 quay đầu đỏ này. Sai cho chị Lê Hạnh mà. Chú ơi. 0332 982 87. Cho chị Hằng Ngô. Rồi lên cho em mã đỏ kèm số em này. L90 qua đầu size 4XL. L90 qua đầu cho em mã đỏ đây. Đỏ kèm số luôn giùm em nha, đỏ đây. L90 qua đầu đỏ. L90 qua đầu đỏ nha. Rồi em lên một con cổ cao 2 phân này. Một con cổ cao 2 phân size 2X nha. Size 2XL, cổ cao 2 phân. Đây giùm em mã hoa kèm số em này size 2XL. 2XL cho em mã hoa. Size 2XL cho em mã hoa kèm số em nha. 2XL, L85 quay đầu, mã hoa. L85 quay đầu cho em mã hoa. L85 quay đầu trên mã hoa. L85 quay đầu trên mã hoa. Size 2XL L85 quay đầu hoa nè. 2XL L85 quay đầu mã hoa nha. Rồi L85 quay đầu trên mã hoa này. Rồi ok chị Phương Hà. Ok chị Phương Hà. Size gì chị ơi, size gì ạ? Size M em có chị ơi, size M thì em có đấy. Rồi size 4XL cho em ạ, cách tân.
size 4XL cho em ạ, cái chân kèm số này. Size 4XL cho em ạ, cái chân. Size 4XL cho em ạ, cái chân. Mã 2 là mã gì chị ơi? Mã hoa mà. Mã hoa chứ không phải mã 2. Rồi size 4XL eo 90 đổ lại này. Eo 90 đổ lại cho em ạ, cái chân. Eo 90 quay đầu cho em ạ, cái chân kèm số này. Eo 90 quay đầu cho em ạ, cái chân. Eo 90 quay đầu cho em, cái chân. Cái chân kèm số của em nha. Thủy ơi. 22. Size 2XL L85 quay đầu. L85 quay đầu, size S quá trời lên. 2XL, 2XL L85 quay đầu này. L85 quay đầu là em vừa cho em mã tím. L85 quay đầu cho em mã tím kèm số em. L85 quay đầu cho em mã tím. L85 quay đầu cho em tím ạ. L85 quay đầu tím. Rồi con này size S này. Rồi chị nào mặc size S nha. Chị nào mặc size S cho em mặc trắng đấy. Chị nào mặc size S lên giùm em mặc trắng kèm số luôn giùm em nha. Chị nào mặc size S cho em mặc trắng đấy, siêu đẹp luôn ạ. Lên giùm em mặc trắng. Trắng size S nha các chị yêu ơi, trắng đấy. Chị nào mặc set lên cho em mặc trắng. Rồi con này cũng set luôn nha. Set lên cho em mã hồng nha, hồng CS nè. CS lên cho em mã hồng, trắng CS cho chị Vũ Hạnh. Rồi Vũ Hạnh 0976 170 595. Rồi CS luôn nha, cho em mã hồng, hồng CS nè. Rồi hồng, hồng CS nha các chị ơi, lên cho em mã hồng. Size S cho em mã hồng nha. Size S cho em mã hồng. Rồi con này size S lên cho em mã hồng nha. Hồng size S cho em mã hồng. Đằng nào chị ơi, đằng gì có vàng đỏ thôi. Hồng chị đây, Thị Kim Xuân. Rồi con này size 2X. Size 2XL L85 đổ lại làm em vừa nha. L85 đổ lại làm em vừa. Rồi tím đây, tím chị Thúy Thủy. Tím chị Thúy Thủy. Size 2XL L85 quay đầu. L85 quay đầu trên mặt cam. L85 quay đầu trên mặt cam kèm số em này. L85 quay đầu trên mặt cam này. Rồi L85 quay đầu cam. L85 quay đầu cam. Size 2XL L85 quay đầu cam. Rồi size M 50kg quay đầu này, em vừa cho em mặc hoa này. 50kg quay đầu này. 50kg quay đầu cho em mặc hoa. 50kg quay đầu cho em mặc hoa.
50 kỳ qua đầu cho em mã hoa này. Rồi mã cam chị Thúy Thủy. Rồi lên giúp em mã hoa. Mã hoa kèm số em này. Size M 50 kỳ qua đầu mã hoa nha. Size M 50 kỳ qua đầu mã hoa. 50 kỳ qua đầu mã hoa. 50 kỳ qua đầu hoa. Rồi size 2XL. Size 2XL eo 85 quay đầu. Eo 85 đổ lại là em vừa. Eo 85 đổ lại là em vừa size 2XL. Eo 85 đổ lại là em vừa cho em nó đỏ. Eo 85 quay đầu là em vừa cho em nó đỏ kim sa này, đỏ kim sa 209k cho em nó đỏ kim sa. Đỏ kim sa 209 kèm số em nhá. Đỏ kim sa 209 này, eo 85 quay đầu là em vừa nhá. Eo 85 quay đầu là em vừa. Cho em nó đỏ kim sa. Đỏ kim sa kèm số em này. Mã đỏ kim sa 209k mã đỏ kim sa. Size 2XL eo 85 đổ lại này. 2XL eo 85 đổ lại. Hàng Ngô từ đầu like tới giờ chốt một chốt hôm nay số thì em mới gọi cho chị Hàng Ngô. Eo 85 quay đầu là em vừa mã trắng. Eo 85 quay đầu em vừa mã trắng kèm số em này. Rồi eo 80 quay đầu cho em mã trắng. Eo 80 quay đầu trắng của em nè. Eo 80 quay đầu trắng. Rồi size L nhá. Eo 76 quay đầu men vừa. Eo 76 quay đầu men vừa này, cho em mặc theo. Eo 76 quay đầu men vừa cho em mặc theo kèm số em này. Eo 76 quay đầu cho em mặc theo nhá, theo này. Rồi eo 76 quay đầu theo, theo kèm số luôn giùm em nhá. Eo 76 quay đầu mặc theo. Eo 76 quay đầu cho em mặc theo ạ. Eo 76 quay đầu mặc theo. Eo 76 quay đầu size L cho em mặc theo, xả các chị đồng giá 159k mặc theo. Theo 159 kèm số luôn giùm em nhá. 159k mặc theo. Theo 159 kèm số của em ạ. Eo 76 quay đầu theo, 159k mặc theo. Size 2XL eo 85 quay đầu. Size 2XL eo 85 quay đầu cho em đỏ. Eo 85 quay đầu cho em đỏ kèm số em. Size 2XL eo 85 quay đầu cho em đỏ. Size 2XL eo 85 quay đầu cho em đỏ kèm số em nè. Đỏ nha, eo 85 quay đầu đỏ. Eo 85 quay đầu đỏ nè. Giờ mới thấy này chị ơi, theo cho chị Sơn Hà thấy giờ mới thấy chị Tuấn Xoan. Rồi con này size M nhá. 50 kg quay đầu là men vừa. 50 kg quay đầu. 50 kg quay đầu men vừa che mã hồng này. 50 kg quay đầu che mã hồng nha, size M 50 kg quay đầu ạ. 50 kg quay đầu size M lên cho em mã hồng nha. Mã hồng kèm số luôn giùm em 50 kg ạ. 50 kg quay đầu size M cho em mã hồng hả? 50 kg quay đầu cho em mã hồng. Rồi size XL. Size XL eo 80 quay đầu cho em đỏ đấy. Eo 80 quay đầu lên giùm em mã đỏ kèm số em nha. Eo 80 quay đầu, size XL eo 80 quay đầu cho em đỏ. Eo 80 quay đầu cho em đỏ kèm số em. Hồng Hồng Uyên chốt hàng lên số mọi người ơi. Rồi lên giùm em mã đỏ kèm số em eo 80. Eo 80 quay đầu cho em đỏ.
L80 quay đầu đảo kèm số luôn cho em ạ. L80 quay đầu đỏ ạ. L80 quay đầu đỏ đây. Hồng Nguyên chốt hàng lên số chị ơi. Rồi con này size 2XL. L985 đổ lại làm em vừa. Size 2XL L85 đổ lại làm em vừa cho em ạ, tím. L85 quay đầu em vừa cho em tím kèm số em nha. Đỏ là cái nào? Đỏ là cái này này. Lan Trần. Xin đúng không? Ừ. Đỏ chị Lan Trần. L80 quay đầu em vừa cho em tím. L80 quay đầu tím chấm mày để khỏi comment các chị ơi. L80 quay đầu cho em ạ, tím size XL. L80 quay đầu tím giùm em. L80 quay đầu cho em tím. Chốt hàng lên số mọi người ơi. Rồi con này cũng size to luôn nha. Size XL L80 quay đầu. Rồi ok chị Hằng Ngô. Đéo biết là cái màu nào luôn ấy. Trời ơi. Từ thế nào rồi ấy. Giờ mới lên số. Thằng ngu kìa. Rồi size chỉ là L80 quay đầu. L80 quay đầu cho em mã 10. L80 quay đầu cho em mã 10 nhá. L80 quay đầu cho em mã 10. L80 quay đầu cho em mã 10 nhá. L80 quay đầu cho em mã 10. Mã số 10 kèm số em nhá. Rồi cái tân size S này. Cái tân size S 48kg quay đầu cho em ạ, cái tân 48kg quay đầu cho em ạ, cái tân kèm số đấy. 48kg quay đầu cho em ạ, cái tân. Cái tân kèm số của em nha. 48kg quay đầu. 48kg quay đầu là em vừa cho em ạ, cái tân 48kg quay đầu cách tân kèm số ạ. Em cao 1m55, cân nặng 45kg chị ơi. Thôi ra vô lại giúp em nào mọi người. Rồi size XL L80 quay đầu. L80 quay đầu làm em vừa. L80 quay đầu làm em vừa che mã vàng. L80 quay đầu che mã vàng nha. Rồi L80 quay đầu trên mã vàng kèm số ạ. L80 quay đầu trên mã vàng nha. L80 quay đầu mã vàng cách tân chỉ Ngô Quý Hương. Rồi đây xem em mã vàng. L80 quay đầu trên mã vàng. Thoát ra vô lại cái chị ơi. Không xem được thoát ra vô lại nha. L80 quay đầu vàng cho chị Trần Lê Hồng Giang. Size XL L80 quay đầu che mã hoa sen. Size XL L80 quay đầu che mã hoa sen kèm số ạ. L80 quay đầu che mã hoa sen. L80 quay đầu che mã hoa sen.
mã hoa sen kèm số em này. Em 80 đổ lại là em vừa mã hoa sen nha. Rồi con này size L E 80 qua đầu. Em không thấy chị comment, chị Ngọc Bích ơi, em không thấy chị comment mà. Rồi con này size L. Size L E 80 qua đầu cho em mã đen. E 80 qua đầu cho em mã đen. Size L E 80 qua đầu cho em mã đen. Mã đen kèm số ạ. Con này size M. Đen chị Hoài Bùi. Size M 50kg quay đầu là em vừa cho em đỏ này. Size M 50kg quay đầu cho em đỏ nhá. 50kg quay đầu cho em đỏ size M. Lên giùm em đỏ nhá. 50kg quay đầu đỏ. Size M 50kg quay đầu cho em đỏ đây. 50kg quay đầu đỏ. Đỏ size M nhá. Em còn kim sa xanh này. Rồi con này size L, kim sa size L này. Rồi cho em mặc kim sa nhá, 209k cho em mặc kim sa này. Con này size L eo 76 quay đầu men vừa. E76 quay đầu men vừa cho em mặc kim sa. E76 quay đầu men vừa cho em mặc kim sa kèm số luôn giùm em nhá. E76 quay đầu cho em mặc kim sa. 209k cho em mặc kim sa này. 209k mặc kim sa. Kim sa 209 kèm số luôn giùm em nhá. 209k cho em mặc kim sa. E76 quay đầu là men vừa. E76 quay đầu men vừa cho em mặc kim sa. Size L. Kim sa kèm số luôn giùm em ạ. 209k và kim sa. Ký quay đầu men vừa size M nhá. 48 50kg này. Rồi 50kg quay đầu men vừa cho em mã 1. 50kg quay đầu cho em mã 1 kèm số em nhá. 50kg quay đầu là men vừa. 50kg quay đầu men vừa cho em mã 1. 50kg quay đầu men vừa cho em mã 1 này. Kim sa chị Lê Hạnh. 50kg quay đầu men vừa cho em mã 1. 50kg quay đầu mã 1. Cách tân. Size 2L E85 quay đầu men vừa cho em mặc cách tân. E85 quay đầu cho em mặc cách tân kèm số em nhé. E85 quay đầu cho em mặc cách tân. E85 quay đầu cho em mặc cách tân kèm số em nhé. Size M size L size 2L. Size 2XL E85 quay đầu. Cho em mặc cách tân kèm số luôn giùm em nha. E85 quay đầu cho em mặc cách tân. E85 quay đầu cách tân cho chị Lan Trần. Cách tân Lan Trần. Rồi size M 50kg quay đầu em vừa cho em mã vàng. Kiểu như là màu xanh mà xanh kiểu xanh
vàng vàng xanh, xanh. 50 kỳ que đầu size M, 50 kỳ que đầu che mã vàng, 50 kỳ que đầu che mã vàng kèm số em nha. 50 kỳ que đầu che mã vàng, 50 kỳ que đầu mã vàng kèm số em nha. 50 kỳ que đầu mã vàng này, 50 kỳ que đầu mã vàng nha. 50 kỳ que đầu em vừa mã vàng kèm số luôn giùm em ạ, mã vàng. Rồi con này size L 4 tà này. Size L L76 que đầu che mã 4 tà nha. L76 que đầu che mã 4 tà kèm số luôn giùm em. L76 que đầu che mã 4 tà này. L76 quay đầu che mã 4 tà kèm số em nha. Chấm mày chia sẻ lại cho em nào mọi người ơi. Chị cái nào đang xem live cho em một nút chấm này. Chấm và chia sẻ lại cho em nào các chị yêu ơi. L76 quay đầu che mã 4 tà này. Sai lời nha. 159k. 159k mã 4 tà này, 4 tà 159 kèm số của em nha. Rồi chơi mã 4 tà này. Rồi em lên một con có cổ đây. Áo dài có cổ cực kỳ ít luôn, cực kỳ hiếm luôn các chị ơi. Nên là chị nào thấy vừa số ký của mình thì chốt nha. Rồi con này size M 50 kg quay đầu là em vừa một con cổ cao. 50 kg quay đầu là em vừa, hẹp cổ cao thì cực kỳ hiếm, cực kỳ ít, cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ hiếm lắm luôn các chị yêu nha. Không như chị Hương Nguyễn ơi. Rồi con này 50 kg quay đầu men vừa, 50 kg quay đầu men vừa một con cổ cao. 50 kg quay đầu men vừa cho em mã trắng. 50 kg quay đầu men vừa mã trắng kèm số nha. 50 kg quay đầu men vừa cho em mã trắng. Lên giùm em mặt trắng. Mặt trắng. Trắng kèm số của em này. 50 kg quay đầu che mặt trắng. 50 kg quay đầu che mặt trắng. Con này size M nha. Chị nào mặc size M 50 kg quay đầu nha. 50 kg quay đầu size M, lên giùm em mã họa tiếp. 50 kg quay đầu size M. 50 kg quay đầu size M cho em mã họa tiếp kèm số của em nha. Lên giùm em mã họa tiếp size M. Cho em mã họa tiếp. Mã họa tiếp. Đây lên giùm em mã họa tiếp kèm số em này, mã họa tiếp. 52 kg quay đầu trên mã họa tiết kèm số em này. Size M nha. Size M 50 52 kg quay đầu này cho em mã họa tiết kèm số luôn giùm em ạ. Lên giùm em mã họa tiết. Họa tiết kèm số này, 159k thôi. 159k mã họa tiết kèm số em này. Họa tiết 159 nha. 159k mã họa tiết ạ. À. Size 3XL L90 đổ lại mang vừa. Size 3XL L90 quay đầu này cho em mã hoa. L90 quay đầu là em vừa mã hoa kèm số em. L90 quay đầu cho em mã hoa. Size 3XL L90 quay đầu cho em mã hoa kèm số này. L90 quay đầu mã hoa nha. Size 3XL L90 quay đầu mã hoa. Size 3XL L90 quay đầu cho em mã hoa. Thực sự thiệt tình không có chị nào chốt luôn ấy trời. Lên cho em mã hoa này. Em lên mấy con các chị không chốt là em tắt like các chị ơi. Cái like kiểu này cụ áo like quá.
Rồi size L này. L76 quay đầu là men vừa cho em mã hồng nha. L76 quay đầu là men vừa cho em mã hồng. L76 quay đầu men vừa cho em mã hồng kèm số em ạ. L76 quay đầu cho em mã hồng. L76 quay đầu cho em mã hồng kèm số em. L76 quay đầu cho em mã hồng. Hoa. Hoa kim anh Võ, khuyên anh Nguyễn. Hoa kim anh Nguyễn. Không 399. Đi cho. 288. 46. Kết thân cho các chị này size M nha. 50kg quay đầu men vừa cho em mang kết thân. 50kg quay đầu men vừa cho em mang kết thân kèm số em nha. 50kg quay đầu cho em mang kết thân size M, 50kg quay đầu này. 50kg đổ lại là men vừa cho em mang kết thân. Mang kết thân kèm số em. 50kg quay đầu cho em mang kết thân. 50kg quay đầu mang kết thân kèm số em. 50kg quay đầu cho em mang kết thân này. 99k cho em mà cái tân. Cái tân 99k kèm số em này, cái tân nha. Cái tân 99k kèm số em ạ. 99k mà cái tân. Là kiểu này cổ áo dài thôi chị ơi. Cổ mẫu. Cổ mẫu á. Số 2 thôi. Thôi em tắt like các chị ơi. Like kiểu này cổ mẫu quá mà.